Một cái nước chấm mà không thể thiếu khi mà mần con bò đúng không anh Hòa? Đúng rồi, đúng rồi. Trong cái món Lào bắt buộc là phải có món này thay cho những cái phần như nước chấm của như bên miền mình. Có tên ở Việt Nam nó gọi là phân non của con bò, có nghĩa là cỏ nó được nghiền ra nhưng mà nó chưa xuống cái phần ruột già ở dưới thì nó còn là phân non. Và đây là những thành phần nước chấm mà không thể thiếu trong ngày hôm nay, đó là bìa bò luôn. Đồ sống này, cái này là gan bò, gan với bò lại lá mía bò. Gan bò suốt đấy, bò suốt rồi đấy. Lá mía sống luôn hả? Đúng rồi, ăn sống hết, đồ chấm với nước chấm. Đây là nước chấm từ bò. Theo ngôn ngữ Tây Bắc gọi là bìa bò. Thêm miếng gan bò nữa. Thôi phát ăn đi. Rồi. Nhìn cũng chảy nước miếng. Anh Tiến ăn, anh Tiến. Thôi, không cho bắt nào. Thử ý một nữa. Good. Ngon lắm. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại đất nước Lào. Và ở Lào vào ngày mùng 3 này họ sẽ có một cái tục gọi là chúc Tết cho ông, cho cha mẹ. Và ngày này thì những người con ở Lào họ sẽ đặt làm một cái con bò hoặc là một con dê để mừng tuổi cho ba mẹ của mình. Hôm nay Bùi Hồ được mời đến nhà của một người dân Lào để tham dự vào cái ngày chúc mừng tuổi và năm mới như thế này. Mọi người đang thực hiện cái công việc giết mổ và cái việc đó nó rất là ám ảnh mà Bùi Hồ không muốn chia sẻ cho cô bác quý anh chị xem. Nhưng Bùi Hồ chia sẻ như thế này, cô bác quý anh chị, chắc có lẽ là cô bác quý anh chị sẽ xem nhiều thước phim về người dân Tây Bắc thường ăn một cái món có tên là bìa bò. Bìa bò là một cái món nước chấm được làm từ phân non của bò cộng với hành, ổng và ớt thật nhiều, họ để cay làm một cái gia vị chấm. Và đặc biệt á, gia vị chấm của bìa bò thì họ sẽ ăn với lại thịt sống, chẳng hạn như là những cái phần nội tạng của bò như là gan nè và lá mía. Và cái công việc ăn thịt sống mà chấm với bìa bò ở Lào là một cái nó khá là lâu đời rồi. Chắc có lẽ đây là Bùi Hồ lần đầu tiên và chứng kiến để mà mọi người dân ở Lào ăn cái món này để chia sẻ cô bác quý anh chị. Và đặc biệt lây ra một cái thước phim khá là ám ảnh mà Bùi Hồ chia sẻ thôi. Mọi người không nên bắt chước và làm theo bất cứ mọi hình thức nào ha. Còn bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng vô đây. Đây là cái ngôi nhà đặc trưng của người Lào đó mọi người. Và hôm nay thì Bùi Hồ sẽ vào đây để mà xem các anh em người Lào chế biến một cái món, những cái món làm ăn từ con bò và đặc biệt là từ nước chấm bìa bò. Và anh này là người Lào chính gốc luôn mọi người. Đây là xôi nếp hung khẩu. Đấy là mới có khâu ho là quá hả? Đang làm món bìa đó anh. Đang quay ra đây được không nè? Nói gì nói gì? Này, bắt cua uống ngoài này thì siêu ốp kìa. Đây là chuẩn bị công tác làm món phía nha các bạn. Ta lấy phân từ trong cái ruột. Cái phần này là gục non hả? Đúng rồi. Chết là cả 9904 Chết. 9904 Quay cái sao mà bẻ chặt sao mông? Đó hỏi là họ lấy khi họ cắt rồi họ vắt đó, họ lấy cái ruột già. Cái ruột dài. Cái ruột trong cái mà cái phần mà treo phì để mình chấm lấy ăn đó. Đó là họ đang làm. Cái ruột già nãy là mình bỏ rồi, giờ mình lấy cái phần này, phần trên của ruột già. Giờ lấy cái phần đó, khi tí họ lấy ra xong hết, họ bóp ra bỏ đó xong rồi nấu lên. Nấu nước đó là phải bắt buộc mình phải nấu lên. Nấu lên cho nó có cái vị giống như để cho nó chín đi. Thay vì mỗi khi mà làm gà làm thịt á thì cái phần phân đó thì sẽ bỏ đi. Nhưng mà anh họ sẽ nấu lên. Đúng rồi, nấu lên sẽ trộn với lại cái phần bạc địa. Đúng rồi, trộn thêm cái nước này nữa thêm rồi họ gia vị theo ví dụ như có hành, có gạo mà họ rang họ đâm á.
gạo rang họ đâm, xong rồi với lại hành ớt. Ma ti ma ti bột sắn ma ti. Bột sắn bắc quan. Món này làm lại không phù hết vậy. Quá ngoan rồi. Thì cũng mất nhiều thời gian chứ. Đúng rồi, nó làm với nhiều công đoạn lắm. Dạ. Bây giờ muốn lấy cái phần bì á, cái phần này là coi như là đặc sắc nhất trong cái con bò. Đúng rồi, đúng rồi. Đó thì em thấy nó rất là đặc chứ nó không có loãng. À. Nó đặc cái vị đó khi họ nấu lên xong loãng cái đó thì chăm thêm cái nước vào cái phần này nữa. À cái nước này. Ờ thêm cái phần nước này nữa, ý là chăm vô để nấu cho nó sôi lên rồi vớt ra những cái bọt kia bỏ. Tương ngọt chứ bà. Có nghĩa là phần mà con bò nó chưa tiêu hóa hết á, chưa cỏ non rồi chẳng hạn. Đúng rồi. Đừng nghe nghe cái phần quả, trên quả, của ruột già. Ở đâu cái đoạn này là cũng là từ thì ờ, trên cái bao tử xuống thế. Mới ruột non thôi chưa xuống tới ruột già. Không nó đang đẹp đắt tiếp mà ruột non rồi. Rồi đúng rồi. Từ bao tử đó là phần đó họ lấy cái khỉa đó. Cái mụn bò này nó đã có khỉa đây có một tí chứ mấy. Ở đâu có nhiều. Anh Hòa có coi cái món mà bì bò ở Tây Bắc chưa? Sao cái đầu cái đầu. Cái món bì bò ở Tây Bắc thì ở đây giống nhau không? Là không biết nữa là những phần Tây Bắc họ làm như thế nào. Như ở đây thấy chỉ có bên mình đây làm theo công phong cách ở đây. Sơ chế lại chứ. Còn không biết là mỗi miền họ làm như thế nào mà không biết. Mỗi miền có một cách chế biến cũng khác nhau. Một cái nước chấm mà không thể thiếu khi mà mần con bò đúng không anh Hòa? Đúng rồi, đúng rồi. Trong cái món Lào bắt buộc là phải có món này. À. Thay cho những cái phần như nước chấm của như bên miền mình. À. Đây là nước chấm đặc sản của họ. Có cái này gọi là cái đặc trưng. Đúng rồi, đặc trưng. Và bê bò gọi là chỉ là một loại nước chấm thôi chứ không phải là thức ăn đúng không? Đúng rồi, nó là một nước chấm chung. À. Nên là để làm được thì cũng khá là kỳ công chứ đâu phải chuyện đơn giản anh ha. Nhưng mà mỗi khi mà mần con bò không có phần này thì người ta không chịu hơn hả? Đúng rồi, bắt buộc phải có con bò, phải có này, họ làm ăn nó mới có cái khẩu vị mùi của con bò này nọ. Chứ còn mà mình làm kiểu như đơn giản như bên Việt Nam mình ăn là nó không có gì hết, nó không có mùi. Nào mà có một phần này giống như phần lò mổ hay là bớt đồ vậy đó. À. Bớt này tôi đi nghĩ quá. Hai bịch luôn hả? Hai bịch. Hồi nãy là đến trưa để ở nhà luôn nhưng mà ở nhà mình không có làm, không ai làm. À, mình phải biết làm mới được. Đúng rồi, chứ mình không biết làm cực lắm. Mỗi lần Tết mùng 3 là phải có món này. Đúng rồi. Là phải có những món này ăn giống như trong gia đình. Lấy cái phần mà nó có màu xanh, cỏ màu xanh thôi. Còn đúng cái phần rồi, màu rồi. Trắng là không lấy đúng không anh? Đây là cái phần phèo non. Rồi cái phần phèo đó mình sẽ làm gì anh Hoàng? Phèo này họ chứ cũng vẫn làm tùng luôn. Tùng với lại làm gỏi. Gỏi ruột non nè. Nó vẫn còn hết, không có nhiều. Cái này mình bột mì bên này nè. Họ làm uống khẩu quá trình hấp sôi. À đây là cô thì đang hấp sôi nếp. Sôi nếp thì nấu bằng than. À, bây giờ cũng nấu nó lâu không anh? Không, cũng nhanh lắm. Khi mà mình làm ra xong hết rồi chỉ bỏ bắt lên than cho nó sôi. Sôi ra xong là để nguội rồi họ nêm nếm gia vị gì đó. À. Bắt buộc họ phải nấu chứ không có để sống. Nhưng mà để sống có được không anh? Không được, ý là để sống thì nó có cái một cái mùi hơi hơi khó chịu một tí nên bắt buộc phải bánh là mình sẽ có một món sống. Có sống. Đúng rồi. À, sẽ bỏ lên bếp lửa ha. Đúng rồi, để nấu. À. Tùng như này bỏ đi, tùng như này. Tùng như này đã tùng nắng chắc. Ồ, bây giờ họ tụm mấy cái làm mấy cái da trước cho nó tranh thủ cái này nấu nó nhanh. À, nên họ làm mấy này luộc, đang nấu nước sôi này để luộc làm da với này nọ, làm gỏi trước.
Nhưng bò này bò 2 tuổi nè. Nói chung là làm da xong rồi luộc. Vừa luộc da bò. Mình luộc này xong tí mình mới làm sạch lại đúng không? Đúng rồi, luộc xong rồi mới làm cạo. Cạo cho sạch. Này luộc lâu không anh? Nhà quan trọng nước sôi thôi. Nước sôi hết là luộc ra rồi. Nhưng mà em nghĩ trong cái đầu em nghĩ là do bò nó cứng lắm nha. Không, da bò mềm. Tí em ăn thử làm mềm cực. Khi mình luộc mình có phải bỏ cái gì không anh? Nó có nãy có bỏ tí muối vô trong nước để luôn. Cho nó nấu cho hồi da nó bị săn lại. Nấu nó săn lại tí. Còn đây là nếp. Đang nếp này ta hấp chứ không hay ta là người ta hấp, nấu. Hấp. Dạ. Đang hấu nó hấp nước dưới đây hấp lên. Tí nó sôi sôi rồi đậy nắp lại không chở lực. Lực cái vùng sôi lại. Dạ. Nên là lỡ nước là hầu là đa số ăn nếp không có ăn gạo giống như Việt Nam. Đúng rồi. Gạo nếp chứ không phải là gạo tẻ. Ừ. Nói chung là làm cũng cực lắm mọi người. Dạ. Con bò này nó phải chia ra rất là nhiều món luôn á. Ngày hôm nay thì nếu như mà nói Tết Lào thì cũng giống như là Tết ở Việt Nam. Các bé này lại chúc Tết cho ông bà đúng không anh Hoàng? Tới vừa phụ trong gia đình nấu làm món ăn với lại chúc Tết gia đình. Dạ. Cũng trải qua 2 ngày đi chơi ở ngoài đường, bây giờ về nhà ông bà để mà chúc thọ. Thì nó cũng như mình trong 3 ngày Tết, mình một ngày đi chùa, một ngày mà nhóm mình chơi bời, một ngày để mình về trong gia đình, hội tụ trong gia đình, đoàn kết trong gia đình, ăn uống, vừa chúc Tết cho gia đình. Ở đây thì họ thường làm bò với dê, có bao giờ là làm thịt heo ngày Tết không? Nó cũng có tùy nhau những cái hộ nhà dân, ví dụ nhà dân họ có điều kiện thì họ làm bò ăn thì nó sẽ đủ hơn, như con heo thì làm nó sẽ nhỏ quá không đủ. Với lại con heo thì mình nướng chế biến nó không được nhiều món như con bò, bò nó sẽ được nhiều món hơn. Em thấy hai bạn này là tay đều đầy đầy chỉ, các chỉ của được cột à? Không, chắc có lẽ là do đi chùa các vị sư cột hay là như thế nào anh Hoàng? Một phần họ cũng đi chùa có, một phần là trong gia đình họ cũng chỉ tay có. Hai bạn này tên gì anh? Hả? Anh cũng không rõ lắm, gia đình Bình với con cháu ở nhà ăn món ngon quá, ngon. Bé này nhiêu tuổi mà giỏi chứ, biết nấu ăn rồi. Không biết nữa, hỏi cứ hỏi vấn. Dạ thám non sư nhắn là A Chù thờ đây. Ừ, thám ba lột, hỏi luôn nè. Cho nám thòn. Sao hỏi sao? Đây là các bạn cô gái cũng như là các thanh niên người Lào đang lại nhà ông bà của mình để mà chọn những cái phần thịt ngon nhất của con bò để làm cái món gọi là món thịt sống của mọi người, sẽ chấm với lại cái món gọi là bìa bò đúng anh Hoàng? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Rồi có dụ như món thịt bò họ trừ ra một phần rồi họ làm vừa có gỏi bò nè, gỏi dạ. Sống nè, gỏi chín nè, nó có hai dạ. Loại gỏi. Tùy theo những cái người mà họ thích ăn gỏi sống, ví dụ mình vô mình phải làm hai cái loại gỏi, gỏi sống, gỏi chín. Yeah. Ví dụ người không ăn được gỏi sống thì họ ăn gỏi chín. Nó có hai loại gỏi, còn một phần họ làm để ra giống như là làm xôi chú, nghĩa là họ chấm ăn đồ sống luôn. Xôi chú. Người Lào thân thiện lắm. Đó, họ tập chung vô họ làm những món ăn mỗi người mỗi tay. Dạ. Và cái lễ mà tổ chức mà chúc thọ cho ông bà là từ mấy giờ tới mấy giờ? Từ 3 giờ tới 4 giờ. Em tại vì trong cái thời gian này họ phải làm đồ ăn này nọ trong suốt 3-4 giờ. Em không hiểu tại sao là người Lào lại chọn lúc mà 3 giờ. Giống như là tấm Phật thì là cũng 3 giờ. Ý là quan niệm mà mỗi người trong gia đình, tùy người gia đình họ có cái thời gian để họ sắp xếp hơn. Tại vì nhất là gia đình họ hay đoàn tụ và chiều chiều họ anh em mới gặp nhau được. Ví dụ như ban ngày nhiều người họ có bận công việc này nọ nên họ không bao giờ tập trung được đông đủ. Nên họ tính về trong thời gian buổi chiều là từ 3-4 giờ đổ lại tới 5-6 giờ là trong gia đình sẽ dễ đoàn kết hơn. Ví dụ như là dễ tập trung và ở. Cô bác anh chị thấy màu xanh không? Màu xanh này là từ màu xanh trong bao tử của con bò. Đó là màu xanh của cỏ. Khi mà bao tử của con bò nó nhìn ra thì người ta mần con bò ra là sẽ lấy nước như thế này. Và đây là có tên ở Việt Nam, nó gọi là phân non của con bò. Có nghĩa là cỏ nó được nghiền ra nhưng mà nó chưa xuống cái phần ruột già ở dưới.
thì nó còn là phân non. Và đây là những thành phần nước chấm mà không thể thiếu trong ngày hôm nay, đó là bề bò. À, bề bò này thì sẽ làm nước chấm trộn với lại là hành rồi ớt thật là nhiều, sẽ làm nước chấm rất là đặc sản có ở ngay tại Lào này nha mọi người. Và bên nào ạ? Hà sen. Bao nhiêu hà sen thông bình thường bao nhiêu này? Bốn phần này. Tốt tốt dù khăn bài khăn nưng cái kia mình tốt khăn bài cái kia. Cả khăn cả khăn này cái gì đó. Nguyên một miếng gan luôn hả anh Hòa? Ừ, gan bò. Không, lúc nãy là nguyên một nguyên miếng gan bự luôn. Đúng rồi. Khăn bài cái này từ từ ăn gan mới. Hà sen cái gì khăn này lại ngân một mà. Cái đi thăm bạn. À mà đâu có bay này cả ngoài khăn bay ở đây đâu mà. Theo như chia sẻ của anh Hòa thì người dân Lào họ rất là thích ăn cái món là gan bò sống cũng như là khăn bay ở tháng này từ kỳ mà từ kỳ đấy, từ kỳ đấy. Lá mía của bò chấm với lại bì bò. Và đặc biệt Lào người ta gọi là xôi chú. Món này gọi là xôi chú hả anh hả? Xôi chú nghĩa là đồ đồ sống. À. Họ ăn chấm với lại bà phìa nó. Hồi phía nó mà chấm về cái nước dưới cái phần non của con bò. Lần đầu tiên anh qua đây thì anh có dám ăn món này không? Lần đầu tiên nói chung là qua thì mình cũng thấy cũng bỡ ngỡ là mình chưa có quen được cái thích nghi đó. Khi mà mình quen ăn rồi thì nói chung bình thường nó không có gì hết. Rất là ngon, càng ăn thì càng thấy càng ngon. Đồ sống này anh ăn được hết thoải mái. Dạ. Ừ. Nhưng mà phải bao tử cực kỳ tốt mới ăn được. Không cần bao tử nữa. Nói chung mình khi mình ăn có bia uống thì nó giải hết. Ngon cái gì hết. Ừ. Phải uống bia vô. Ừ. Giống như bia nó tạo ra một cái chất men để nó tiêu hóa như những cái này. Thật sự thì anh Hòa có mời Bùi Hồ ăn tại vì anh nói là cái món này nó rất là ngon và ngọt. Tuy nhiên thì đây là lần đầu tiên mà được nhìn thấy thôi, được nhìn thấy ở ngoài đời thật. Và thậm chí là đến thời điểm hiện tại thì Bùi Hồ cũng không dám ăn mọi người. Đó. Rất là ngọt luôn. Tại thấy vậy chứ bình thường đây mình ăn thấy đơn giản không có gì hết, rất là ngọt. Dạ, nhưng mà nó có chấm cái phần bò này nó có khử hết cái mùi tanh không anh? Nó có chứ, nó cũng có một phần hết khử hết, nhưng mà cái vị tắp này á, là cái gan này á, là em ăn nó rất là ngọt, nó không có vị tanh. À. Riêng tắp này nó không có vị tanh. À. Nhờ nó hay chỗ đó. Cái gan này không có gì có tanh. Dạ. Đối với ở Việt Nam của mình và đặc biệt là khu vực ở phía Nam á, thì việc mà ăn thịt sống là một điều gì đó nó cực kỳ khó ăn thịt sống lắm. Thậm chí là khi mà họ ăn thịt bò tái mà còn hơi tí máu thì cũng không chịu. Tuy nhiên ở một số tỉnh miền Bắc á, thì lại chuộng cái món mà nó tái hoặc là sống như thế này. Và điển hình là anh Hòa ăn cũng khá là ngon luôn mọi người. Tí mình về là mình chế biến có xôi chú, rồi có gỏi của Lào, rồi với lại tùng nếu theo kiểu phong cách của Lào cũng có. Để ý là nấu nó có nhiều cái món của Lào, khẩu vị là có biển tham la. Biển tham la là gì? Biển tham la nghĩa là con bò mình bỏ mình lấy thịt đó nướng qua tái thôi, tái nó còn vẫn sống ấy là mình chỉ xác ra mình dắt tiếng chanh, có khẩu vị là nghĩa là tái, gọi là mình bên viện mình gọi là tái chanh. Nhưng mà thật ra nó đây nó tái và tái không phải là chín luôn mà tái thôi, tái giống như cho có vị nóng một tí thôi. Là gọi phiền xám la. Phiền giống như la. Là bê thui vậy ha. Đúng rồi, bê thui nhưng mà bê thui lại chín quá, nhưng đây là phiền xám la nó vừa tới thôi. Có vị hồng của con bò là vừa chín tới. Bây giờ anh sẽ giải khát bằng một miếng bia. Nói chung là tập tục mỗi nơi nó mỗi khác nhau, nhưng mà người ta đã ăn qua bao đời nay rồi, tập tục người Lào lại quen như vậy rồi, nên là nữ là cái bao tử đôi khi nó cũng dần quen thích ứng được. Còn những người mà như những khách hoặc những khách du lịch như Bùi Hồ thì cảm thấy nó hơi ngại tại vì sợ cái đường tiêu hóa nó không tốt nè, ngại vì cái món ăn từ đó giờ từ nhỏ đến lớn mà chưa có ăn nữa, thì thành thử là nó sẽ có một điều gì đó nó rất là lạ lẫm đối với mình. Và các bạn mà có thể ăn được thì nó vẫn có thể thưởng thức bình thường, tại vì đây là một cái, theo anh Hòa chia sẻ cũng như là anh Say là người Lào tại đây, thì đây là một trong những cái món đặc sản vào ngày Tết và người ta quý lắm thì người ta mới đẩy nhau những cái món này, đúng không anh Hòa? Đúng rồi. Dạ. Đúng luôn. Đồ sống này cái này là gan bò với lại lá mía bò.
gan bò đấy để bò súp rồi đấy để lá mía sống luôn hả? Đúng rồi, ăn sống hết đồ chấm với nước chấm đây thôi. Là nước chấm từ bò. Theo ngôn ngữ Tây Bắc gọi là bịa bò nhưng mà nó là phân non của bò nha mọi người. Và anh này nếu như mà không quen thì mọi người có thấy có vẻ khá là ám ảnh luôn. Không, gan này ăn rất là ngọt. Gan bò ăn sống. Gan bò ăn sống luôn hả? Đúng rồi. Rất ngọt. Anh Hòa ăn luôn nha mọi người. Từ từ từ. Ăn thêm con ạ. Good, good, good. Cái cảm giác nó sao anh Hòa? Rất ngọt. Rất ngọt. Rất ngọt luôn. Không dám ăn rồi. Còn cái em cái này có phải là cái này lá mía, lá mía bò của nhóm khi coi trong con bò này có nướng chưa? Nó chưa nướng còn sống hết. Cũng ăn cái này luôn. Ăn luôn, xác anh Hòa sẽ ăn lá mía với lại gan bò sống chấm với lại bìa bò. Bìa bò hay còn gọi là phân bò mọi người. Phân bò non họ sẽ chế ở trong đây có ớt nè. Có ớt, có gia vị đó mình có hành. Ăn rất là ngon, ngọt. Ăn một miếng gan kèm cái này mình ăn cho nó ngon. Đó, món chấm của Lào. Đâu ăn, đâu ăn. Ăn chung luôn. Mình không có cả. Anh trước khi mà anh qua Lào thì anh có ăn món này không? Nói chung là trước mình cũng chưa có ăn rừng quen nên mình ăn rồi thấy rất là ngon. Bình thường ở Việt Nam thì cũng không dám ăn đúng không? Nhưng mà qua đây gặp mấy anh người Lào ăn cho anh ăn theo. Có mình ăn rất là ngon, ăn thử đi em cứ thử. Không, cứ thử đi, rất là ngọt không có gì hết. Ôi, em bao thử em yếu á. Những con bò mà mới làm ra là nó rất là sạch sẽ nhưng mà mình bò mà để lâu á thì mình mới gan bò tươi luôn. Gan bò tươi luôn. Trong khi đó là chấm với phi. Đúng rồi, chấm phi. Là Tết là họ cứ ăn thịt sống. Đúng rồi, Tết nghĩa là tí nữa mình gọi là về mình cũng phải làm một cái món ăn như vậy truyền thống của Lào là nghĩa là gọi là soi. Mấy những người đều ăn. Soi chú nghĩa là nó làm đồ sống. Ăn đồ sống chấm với những cái này là cái khẩu vị của người Lào là bắt buộc phải có. Ngay ngày một. Đúng rồi, đó là họ phải có ăn những cái món đó là đặc sản của họ mà. Ôi trời. Ngọt. Anh họ ăn cảm thấy rất là ngon luôn ha. Ngọt. Những cái gan này rất là ngọt. Nó ngọt này. Giống mà ngọt lắm. Đúng thật. Đây là một anh người Lào, họ sẽ ăn gan kèm với rau sống và chấm với lại phân bò. Bê bò mọi người. Kèm một miếng rau sống với một miếng thịt bò. Trong anh ăn rất là ngon. Đây là những thứ phim mà Bùi Hồ chia sẻ mà cô bác anh chị mà không nên làm theo dù bất cứ hình thức nào nha. Quen thì ăn mới được nha, còn không quen thì ăn không được đâu. Ngon lắm. Ngon lắm, ngon lắm. Ngon lắm, ngon lắm. Ngon lắm, ngon lắm. Anh ăn gan bò đấy các bạn. Cuộn thêm một cái đó, cho thêm một cái miếng rau. Rau. Rau xà lách ạ. Lá mía. Tất cả cái này. Xé. Không bớt, bớt kỳ nó chảy không lạo, bớt rồi. Cho thêm miếng rau thơm. Này bao tử phải cực kỳ tốt mới được. Đó, thêm bò này nhấn bò bò là hàng biển nè. Bò tí xe ra biển nè, thêm cả. Ngon. Ngon lắm. Ngon lắm. Ngon lắm. Ngon lắm. Good, good. Hình như hầu như mọi người rất thích ăn cái món này các bạn. Đúng rồi. Ồ, làm miếng to. To rồi. Trong Lào là không bao giờ thiếu. Ồ, thêm miếng gan bò nữa. Sợi phát ăn được đi. Rồi. Nhìn cũng chảy nước miếng. Anh Tiến ăn, anh Tiến. Thôi, cơm cho bác nào. Thử miếng một nữa. Good, good. Ngon lắm, ngon lắm. Ngon lắm, ngon lắm. Good, good. Kiếp gì đang ôn mút mè mua sữa bia đấy. Nó sàng kiếp quá. Là ngon nhất ở đây đúng không?